Chào các bạn, hôm nay thầy tiếp tục giới thiệu các bạn một cái bài toán về đồ thị đạo hàm và có liên quan đến hàm hợp và cũng liên quan đến một vấn đề nữa là lượng giác, thì nó có sự tích hợp giữa các yếu tố. Bài toán này như sau: cho hàm số fx có đạo hàm liên tục trên R và có đồ thị đạo hàm y bằng f(x) như sau. Đây đồ thị đạo hàm. Đồ thị đạo hàm thì các bạn nhìn vào này, tại đây là tiếp xúc trục khoanh, rồi tại đây là cắt trục khoanh tại điểm x bằng 5. Bây giờ để đồ thị hàm số, để hàm số f của 2x lập trừ 6x cộng 3 đồng biến với mọi x lớn m, m thuộc R, thì m sẽ lớn bằng a sin của b pi trên c, trong đó a, b, c là những cái số tự nhiên, các không, c lớn 2b. Bây giờ yêu cầu tính cái tổng 3 trừ 2b cộng c bằng bao nhiêu. Thực chất đây là câu trắc nghiệm các bạn, nhưng mà thầy sẽ giải nó theo tự luật. Đối với bài này các em có thể chọn, nếu mà trắc nghiệm á thì các bạn có thể giải bằng phương pháp là chọn hàm, chọn một cái hàm rồi thay vào như thế này, nhưng mà cách làm thì hơi phức tạp một chút các bạn nhé. Người ta đấy sẽ giải theo cái cấu trúc đại số đấy. Thì đối với bài toán này thì ở bài toán này các bạn chú ý là chúng ta phải sử dụng cái hàm hợp ở đây các bạn. Hàm số này là hàm số gx. Đây. Hàm hợp, còn đây là đồ thị đạo hàm. Dựa vào đồ thị đạo hàm thì các bạn sẽ biết là f phẩy x này sẽ dương. Để dương là khi x lớn hơn 5. Còn f phẩy x âm ở đây là khi và chỉ khi x nhỏ 5 khác trừ 1 các bạn nhé. X nhỏ hơn 5 và x khác trừ 1. Rồi bài toán này định hướng là các em phải tìm được xét dấu đạo hàm g(x). Phải xét dấu đạo hàm này. Và các bạn chú ý là có một số trường hợp thì đơn giản, nhưng một số trường hợp thì liên quan đến lượng giác là hơi phức tạp. Bởi vì như thế này bằng m lớn bằng a sin b trên b pi trên c, thì ở đây chắc chắn sẽ liên quan đến một tỷ lượng giác các bạn. Cụ thể ta giải bài toán này như sau. Ở bài toán này đầu tiên là các bạn phải tính y phẩy. Y phẩy sẽ bằng cái này phẩy này, đạo hàm. Đây là f u đạo hàm các bạn. Nó bằng u phẩy, tức là 2x lập trừ 6x cộng 3 phẩy, tức là 6x bình trừ đi 6 nhân với f phẩy của nhá, 2x bình trừ 6x cộng 3. Và yêu cầu ở đây là hàm số đồng biến, do đó các em phải tìm điều kiện để y phẩy lớn cộng.
y phẩy này lớn không thì sẽ hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là các bạn nhớ là tích hai số lớn không, thì trường hợp 1 là 6 x bình phương trừ 6 lớn không, và f phẩy biểu thức này ta gọi là biểu thức u, f phẩy u lớn không. Thì ở đây các em giải ra là x sẽ lớn hơn đó, là trường hợp 1 các bạn nhé. Trường hợp này các bạn phải giải ra đây là x6 x bình phương trừ 6 lớn không, thì hoặc là gì nào, các em giải cái bất phương trình này cho thầy câu trả lời nào, hoặc là gì, hoặc là x lớn hơn 1 hoặc là x bé hơn trừ 1. Về nghiệm của cái phương trình này như thế này, hoặc là x lớn 1 hoặc là x bé hơn trừ 1. Cái vấn đề này ở chỗ này ta gạch đi. Đấy. Còn đây f u lớn không, f u lớn không thì cái u này phải lớn hơn này, cái u này phải lớn 5, tức là ta sẽ có cái chỗ này 2x bình phương trừ 6x cộng 3 này phải lớn 5. Đối bất phương trình thì cả bàn chuyển 5 rút gọn, đấy là 2x bình phương. Ở đây 2x lập các bạn nhé, ghép u là 2x lập. 2x lập trừ 6x trừ 2 lớn không. Thì đến đây các bạn gặp một cái bất phương trình bậc 3. Cái bất phương trình bậc 3 này nhẩm nghiệm là rất lẻ, bởi vì là không có nghiệm nguyên, cũng có nghiệm phân sở thức, cho đó nghiệm lẻ. Và do đó chúng ta sẽ biểu thị nghiệm dưới dạng lượng giác. Tức là ta sẽ đặt để giả cái tìm đầu muốn giả bất phương trình này, đầu tiên ta tìm nghiệm. Đầu tiên các bạn phải xét cái phương trình này. Đầu tiên các bạn phải xét cái phương trình này. Cho nó bằng 0. Tức là 2x lập trừ 6x trừ 2 bằng 0. Bạn cho nó bằng 0. Bạn giải phương trình này bằng phương pháp lượng giác. Ở đây các bạn sẽ đặt x bằng 2xt. Các bạn chú ý tại sao đặt như thế này, vì do cái cấu tạo này chúng ta sẽ nhớ đến cái công thức gì nào, công thức nhân 3. Đây, ở đây để ta chỉ cần t chạy khắp một chu kỳ, vẽ đủ một chu kỳ, tức là t lớn bằng trừ pi trên 2, chỉ cần nửa chu kỳ thôi, vẽ hết nguyên giá trị của sin là trừ pi trên 2 đến pi pi trên 2. Vì hàm sin làm lẻ cho ta chỉ lấy phần bên này thôi. Đấy. Các bạn nhìn vào cái đường tròn lượng giác như thế này, thì chỉ cần chạy từ điểm này là trừ pi trên 2 đến điểm này thì đủ, ở đây trừ 1, đủ vẹt hết cái miền giá trị 1 đến trừ 1 đến 1 bạn nhé. Và lúc này các bạn thấy vào sẽ có một cái phương trình ở đây là 8. Đấy, 2 là 8 là 10, nhân vào đây là 8, 2 mũ 3 là 8, 8 là 12. Cái này 12 xin lập t trừ cho
đấy là 2 2 nhân với 8 là 16, các bạn nhớ là 16. Trừ 6 nhân 2 12 sin t. Trừ 2. Bây giờ các em giải là thôi nha. Ở đây các bạn đặt 4 ra ngoài thì đây sẽ là 4 sin lập trừ đi sin lập t trừ đi 3 sin t trừ đi 2 bằng 0. Bằng 0 các bạn. Thầy viết là bằng con tròn nên viết hơi chậm một chút các bạn nhé. Còn thầy mà có một cái phần mềm viết bảng thì nó sẽ viết trực tiếp trên cái bảng đó thì sẽ nhanh hơn. Em sắp mà thầy chưa làm được điều đó. Ở đây chính là sin 3t các bạn này. Vậy đây ta sẽ có sin sin 3t công thức nhân 3 1 phần 2 rút gọn là 1 phần 4 rút gọn là chia 2 chia 1 phần 4 1 phần 4 trừ 1 phần 2. Trừ sin 3t các bạn. Sin 3 cột 3 x bằng 4 cột 3 x trừ 3 cột t. Cột x đây là trừ cái này trừ 3 sin t. Như vậy ở đây ta sẽ có sin t bằng trừ 1 phần 2. Và chú ý các bạn chỉ xét t trong cái miền này các bạn này. Thì các bạn sẽ giải cái phương trình ra. Đấy, các bạn giải cái phương trình đây chính là sin của trừ pi trên 6 đấy. Đấy. Cái này chính là bằng sin của trừ pi trên 6. Các bạn mà quên lượng giải là các bạn ôn lại nhá. Tuy rằng là cái thí họ sẽ ra một cái phương trình lượng giải đấy. Nhưng mà để các bạn giải câu vận dụng cao thì các bạn phải ôn đầy đủ. Cũng chỉ là chắc muốn điểm cao để chín công, để có điểm chín công của bạn này. Thì các bạn phải ôn cả 3 năm. Còn một năm thì rõ ràng là cả bạn không bao giờ được chín công được, đó là kinh nghiệm của thầy đấy. Mà thầy thấy như vậy kiến thức chắc chắn 3 năm lớp 10 lớp 11 lớp 12 phải đầy đủ 3 năm thì mới là điểm công được, chín công rồi lên được. Còn các bạn mà muốn 7 công thì và các bạn ôn chắc 12 hoặc chắc 11 thì chỉ là 7 công 8 công thôi. Các bạn nhớ thầy như vậy. Và ở đây lúc này chúng ta sẽ tìm được bảng nghiệm. Các bạn đặt cái nháp ra và khi tìm được bảng nghiệm này thuộc cái dạng toán là tìm nghiệm phương trình lượng giải. Thêm một miền cho trước. Miền ở đây là trừ pi trên 2 đến pi trên 2. Do đó ở đây ta sẽ tìm được bảng các nghiệm là tế thuộc cái tập này. Đây là trừ pi trên 8. Các bạn giải nhé, đó là việc các bạn nhé. Thầy chỉ hướng dẫn các bạn thôi. Đương nhiên cái chỗ là phải dành những cái chỗ để các bạn làm thì các bạn mới hiểu bài được. Còn các bạn mà cứ ấy thì chắc chắn không hiểu bài đâu. 5 pi trên 18 7 pi trên 18 đấy, bảng nghiệm như thế này. Và bảng nghiệm này nó sẽ tăng dần lên các bạn này. Đây là sin x bằng sin 2 sin t1, do đó bảng các nghiệm của cái phương trình này này là nghiệm thì viết theo kiểu tăng dần lên. Đây là 2 sin của trừ 5 pi trên 18
một nghiệm. Rồi xin cái này nghiệm này nghiệm nghiệm này nhỏ nhỉ, nghiệm này nhỏ nhất là nghiệm 5 pi trên 18 nhỏ nhất. Nghiệm 5 pi trên 18 nhỏ hơn. Trừ 5 pi trên 18 sin của trừ 5 pi trên 18. Rồi là nghiệm là sin của trừ pi trên 18. Hai các bạn nhé. Rồi sin của 7 pi trên 18. 2 nhân với sin của 7 pi trên 18. Và kết hợp các bạn này, kết hợp ở đây ta thấy này. Kết hợp với x lớn 1, x nhỏ trừ 1. Thì 2 sin pi 7 trên 18 thì lớn 1. Đấy. Các bạn kết hợp ra, đấy. Các bạn có thể bấm máy tính các bạn nhé. Đấy. Thì đây chẳng hạn đấy thì ký hiệu là x 1 này. 2 sin là trừ 5 pi trên 18 x 1. Còn 2 sin của trừ pi trên 18 là x 2. 2 sin của 7 pi trên 18 thì ký hiệu là x 3. Đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta giải tiếp là gì? Bây giờ ta phải kết hợp cái hò nghiệm này, giải cái hệ bất phân trinh này trên trục số của bạn này. Thì như thế nào? Các bạn vẽ một cái trục số này. Ở đây thầy cho là trừ 1 này. Đây là 1. Thì rõ ràng cái x 3 này là lớn hơn 1 rồi. X 3. Bây giờ ta sẽ sắp xếp x 2. X 1, x 2 lên này, trên này. Cái tính toán cái chỗ này sin pi là các bạn về đơn vị ra đi ăn các bạn nhé. Sin 1 đơn vị ra ra là 4 này. Ta xét 2 nhân cho sin của trừ 5 pi. Năm pi trên 18. Cái này âm 1,5. Âm 1,5 tức là nhỏ âm 1, đây là x 1. Rồi, x 2 là trừ pi trên 18. Âm 0,34, âm 0,34 đây là x 2 các bạn. X 2 này. Đấy. Ở đây ta lấy nghiệm của cái bất phân trinh đầu tiên là hoặc x lớn 1 hoặc x nhỏ trừ 1. Hoặc x lớn 1 này, hoặc x nhỏ trừ 1 này. Bộ phận ở giữa này chúng ta bỏ đi. Đấy. Còn nghiệm của cái bất phân trinh bậc 3 này. Đấy. Thì các bạn dựa vào cái đồ thị hàm số bậc 3 để các bạn lấy nghiệm. Nó có 3 nghiệm như thế này, đồ thị hệ số A dương. Nên đô thị nó phải có dạng như thế này, hệ số A dương các bạn nhé. Thì nó phải dạng như thế này. Thì đây chính là x 3, x 1 đây. Đây là x 2. Đây là x 3. Và để lấy lớn không, tức là lấy phân đô thị trên trục khoanh, tức là hoặc là x lớn x 3. Hoặc là lấy trong khoảng từ x1 đến x2. Từ x1 đến x2 này. Ở đây x1. X1 đến x2 đây các bạn. Vậy cái phần này ta bỏ đi. Đấy, phần này bỏ đi. Đấy.
Vậy ở đây chung quy là nó đồng biến đây là một này. Đấy. X1 đến x đến 1 trừ 1. Rồi x3 cho đến cộng vô cùng. Đấy. Mà yêu cầu cái khoảng đồng biến là cái khoảng có dạng là x lớn m. X lớn m tức là chính là cái khoảng này các bạn. Đấy, trường hợp 1 như vậy. Được rồi, ok, đây là trường hợp 1. À, trường hợp 2, thì nói trường hợp 2 một chút. Bằng nhạc này. Trường hợp 2. Ở đây cái trường hợp 2 là gì? Trường hợp 2 là cái g phẩy nhọn không, g phẩy lớn không, tức là 6x bình phương trừ 6 nhọn không và g phẩy x nhọn không, à, khi f phẩy u nhọn không, f phẩy u. Thì ở đây các bạn biết ở đây x chỉ là nhỏ một, nhỏ x nhỏ hơn một này, với kết hợp cái miên nghiệm dưới này bất kể như thế nào thì cũng có thể ra một cái khoảng khoảng nghiệm có dạng như thế này được. Cho trường hợp này là loại không thể có nghiệm mà chẳng hạn thì nghiệm m có cái khoảng nghiệm là đồng biến là khoảng nghiệm từ m đến cộng vô cùng được, không thể có được bởi vì x bị hạn chế như thế này rồi, cho nó loại nhá. Trường hợp này loại. Ta đang nói trường hợp này. Và cái trường hợp mà đồng biến là chỉ là x1 đến để đồng biến cái khoảng đồng biến có dạng là x lớn m. Cái khoảng nó sẽ có dạng là đây. Tức là cái khoảng đồng biến có dạng x lớn m tức là phải là 2 sin của 7 pi trên 18. Đến cộng vô cùng. Thì m sẽ lớn dạng này, m sẽ lớn cái này, vậy là cái này đóng vai trò là đấy. À, đây là bằng 2. Ở đây thỏa mãn là c lớn 2b các bạn này, bởi vì có nhiều cái sin thỏa mãn này, chúng tôi non chút cái 2π có thể nhiều có thể lớn hơn, nhưng mà đấy là như thế này thì c sẽ lớn b rồi. C vậy là pi trên b pi trên c sẽ nhỏ 1/2 là chỉ là cái này mới thỏa mãn. Đấy. Vậy từ đây các bạn sẽ tìm được A bằng 2. Tìm được là gì? Ở đây các bạn sẽ tìm được là A bằng 2. B bằng 7, C là bằng 18. Vậy từ đây các bạn sẽ tìm 3A. Vậy suy ra cái S của chúng ta là 3A là 6 trừ 2B là trừ 14 cộng C là 18. Đây là 18 trừ 14 là 4 cộng 6 là bằng 10. Kết quả bằng 10. Vậy các bạn chú ý để giải bài toán này thì các bạn phải có kiến thức tổng hợp từ lớp 10 cho đến lớp 12. Do một lời khuyên của thầy là các bạn muốn có điểm cực 9 cộng trở lên thì các bạn phải ôn đầy đủ 3 năm. À, 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, thậm chí ôn lại kiến thức lớp 9 này các bạn này. Còn bạn nào đặt mục tiêu là 7 cộng thì rõ ràng chỉ ôn 12 là đủ rồi. Còn bạn nào đặt mục tiêu là 7,5 cộng thì rõ ràng là các bạn phải ôn chương trình toán lớp 11 nữa các bạn nhé. Nhưng kinh nghiệm này kinh nghiệm mà có thể là nhưng chưa ai nói cho các bạn, mà thầy tổng hợp nhiều cái số liệu khác nhau thì ra kết luận như vậy cho các em. Muốn trên 9 cộng thì ôn 3 năm, muốn trên 7 cộng thì một từ muốn được 7 cộng thì ôn lớp 10 là lớp 12, còn muốn trên 8 cộng thì phải ôn lớp 12 và lớp 11. Các bạn nhớ thầy như vậy. À, cuối cùng cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp lại các em trong dịp gần nhất. Chào các em.